Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp giữ ấm, phòng chống rét, vì dự báo là đợt này vẫn sẽ còn kéo dài. Dự kiến đến sát ngày Tết Ông Công Ông Táo, tức là giữa tuần sau, thì nhiệt độ mới tăng dần lên. Không khí lạnh tăng cường đã bao trùm toàn miền Bắc, trời không mưa, đường xá khô ráo nhưng lại chuyển rét sâu rõ rệt. Xét trên toàn miền thì đợt rét này có cường độ chưa bằng đợt rét trước, thế nhưng lại có những điểm nhiệt độ hạ xuống thấp nhất từ đầu mùa cho tới nay. Ví dụ như là tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn là âm 1,6 độ, tại Sapa, Lào Cai là 1,2 độ. Băng giá xuất hiện ở nhiều nơi nhưng tuyết mới chỉ rơi ở Sapa. Theo cơ quan khí tượng, ngày 2 tháng 2 sẽ còn tăng cường thêm một đợt không khí lạnh kéo dài đợt rét này đến tận ngày 8 tháng 2, tức là ngày 23 tháng Chạp. Mức nhiệt trung bình ngày và đêm ở các tỉnh vùng núi phía Bắc đều ở ngưỡng rét hại, cao nhất ngày khoảng 13 độ và thấp nhất về đêm là 7 độ. Riêng khu vực đỉnh núi cao, nhiệt độ còn xuống 0 độ, băng giá xuất hiện. Trong khi đó, thì tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trời rét với mức nhiệt trung bình ngày phổ biến từ 12 đến 13 độ. Phải tới ngày 3 tháng 2, tới khi nắng xuất hiện, thì nhiệt độ mới tăng nhanh trở lại, nhưng trời vẫn rất rét.